Bên cạnh những triệu chứng thai kỳ thường gặp như sưng phù chân, ốm nghén, đau ngực, thì ợ nóng là một tình trạng mà rất nhiều mẹ bầu phải trải qua. Ợ nóng thường có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong thai kỳ, nhưng chủ yếu là giai đoạn giữa và cuối. Hãy cùng tìm hiểu ngay những cách giúp bà bầu giảm triệu chứng khó chịu này nhé! 1. Tránh ăn đồ chua, cay nóng. Những thực phẩm có tính cay nóng hoặc vị chua thường kích thích cơ thể sản xuất ra nhiều axit dạ dày hơn. Vì vậy, nếu bà bầu đang trong tình trạng bị ợ nóng, cần tránh sử dụng những loại thực phẩm như cam, quýt, cà chua, hành tây, thực phẩm có chứa caffeine, sô-cô-la, soda. Ngoài ra, bạn cũng không nên ăn những loại đồ chiên, rán hoặc béo vì chúng làm chậm quá trình tiêu hóa. 2. Ăn nhiều bữa nhỏ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để dạ dày mau rỗng nhanh hơn, tránh tình trạng đôi khi bị đầy quá mức. Mẹ bầu nên dành thời gian để ăn uống nhai thật kỹ và không ăn quá vội vàng. 3. Không ăn quá no trước khi ngủ. Bởi lẽ việc này sẽ làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Chính vì vậy, nếu có ý định ăn đêm, mẹ bầu nên ăn khoảng từ 2 đến 3 giờ trước khi đi ngủ để có thể có thời gian để tiêu hóa. 4. Không hút thuốc. Có rất nhiều lý do vì sao bạn không nên hút thuốc khi mang thai và chứng ợ nóng là một trong số đó. Hóa chất trong thuốc lá làm cho cơ vòng dưới thực quản bị giãn. Điều này cho phép axit và thực phẩm chưa tiêu hóa hết trào ngược lên trên, khiến cho bà bầu bị ợ nóng. 5. Kê gối cao khi ngủ. Một mẹo hữu hiệu dành cho các bà bầu bị ợ nóng là nên nâng cao phần thân trên của mẹ bầu lên khoảng 15cm bằng gối hoặc một nệm nhỏ khi ngủ. Ngoài ra, trong khi kê cao gối, bạn cũng nên nghiêng sang trái vì điều này sẽ giữ cho axit ở trong dạ dày, hạn chế tình trạng trào ngược và mẹ bầu cũng thấy thoải mái hơn khi ngủ. 6. Uống nước. Với những bà bầu bị ợ nóng, mỗi khi cảm thấy có dấu hiệu khó chịu ở ngực hoặc cổ họng, bạn nên uống nước ngay và lưu ý nên uống từng ngụm nhỏ. Theo nghiên cứu được công bố mới đây, thì uống nước có hiệu quả cao hơn so với khi bạn dùng các loại thuốc ức chế axit. Bản chất nước trung hòa độ pH dạ dày trong thời gian rất ngắn, trong khi việc dùng thuốc có thể mất hàng giờ mới phát huy tác dụng. 7. Ngồi thẳng khi dùng bữa. Nghe có vẻ lạ nhưng thực chất điều này lại rất hợp lý, bởi trọng lực sẽ giúp giữ thức ăn của bạn lại ở dạ dày, tránh tình trạng trào ngược xảy ra. 8. Mặc quần áo rộng rãi. Mẹ bầu nên tránh mặc những loại đồ bó sát hoặc bất kỳ trang phục nào có khả năng tạo ra áp lực xung quanh vùng bụng và eo. Vì vậy, hãy mặc những loại quần áo giúp bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất. Bà bầu bị ợ nóng không phải là vấn đề quá xa lạ và đáng lo ngại. Bạn có thể áp dụng những biện pháp gợi ý trên để giảm bớt sự khó chịu. Trong trường hợp triệu chứng không thuyên giảm và gây ảnh hưởng đến cuộc sống, bạn có thể nhờ sự hỗ trợ từ bác sĩ để được thăm khám và tư vấn sử dụng những loại thuốc trung hòa axit trong dạ dày và giảm cảm giác nóng rát. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!